Hi, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của kênh Người Trẻ Làm Nên Nghiệp Lớn. Đã bao giờ bạn đặt cho mình những mục tiêu nhưng mãi mà không đạt được nó, khiến cho bạn cảm thấy thất vọng và mất hết sự tự tin? Bạn cũng đã từng cố gắng rất nhiều, nhưng rồi cuối cùng đâm đầu vào bế tắc, không biết nguyên nhân là do đâu, nản quá chả muốn làm luôn. Cảm hứng chỉ được giây phút ban đầu thôi, nhưng khi bắt tay vào làm thì biết bao nhiêu khó khăn và thử thách nó cứ ngáng đường, rồi khiến cho bạn dừng bước. Trong video này, tụi mình sẽ chia sẻ với các bạn 5 thủ phạm chính khiến cho bạn thất bại trong việc đạt được mục tiêu. Câu trả lời có thể nằm trong một phần nào đó của video này, giúp bạn giải quyết được các trăn trở của mình bấy lâu nay. Nên các bạn nhớ xem tới cuối video nha, chứ không là bỏ lỡ tiếc lắm. Vô thôi nào. À quên mất, các bạn nhớ đăng ký kênh, bấm thêm cái chuông nữa để xem được những video mới nhất, nóng hổi mới ra lò nha. Còn bây giờ thì vô thịt nè. Vô. Đầu tiên thì tụi mình có lập ra một cái cộng đồng nhằm tạo điều kiện cho những người trẻ sẵn sàng dấn thân, phát triển không ngừng và giúp đỡ nhau cùng đi lên. Chưa hết, bạn sẽ được bật mí rất nhiều điều mà không ai nói cho bạn nghe về việc kiếm tiền, rèn luyện kỹ năng cũng như khởi nghiệp kinh doanh. Nếu như bạn muốn tham gia thì hãy bấm vào đường link ở phía bên dưới nha. Chúng ta sẽ cùng nhau đi vào cái lý do đầu tiên nha. Thứ nhất, đó chính là mục tiêu của mình nó quá mơ hồ và không rõ ràng. Đây là một trong những sai lầm kinh điển nhất. Mục tiêu mà nó quá mơ hồ khiến cho mình cũng hoang mang theo, không biết đâu mới là đích đến. Giống như các bạn đặt taxi chở đến một khách sạn thì cũng phải đưa cho tài xế một cái địa chỉ rõ ràng thì người ta mới biết đường chạy chứ. Chứ kêu anh ơi cho em qua quận 1, tài xế nó bỏ chạy luôn, ai biết đâu mà chở. Tương tự như vậy, mục tiêu của bạn phải thật sự rõ ràng và cụ thể, vì rõ ràng sẽ tạo ra sức mạnh. Thay vì đặt mục tiêu là giỏi tiếng Anh thì bây giờ mình sẽ đổi lại là nói tiếng Anh với người nước ngoài 30 phút hay đạt được 6.5 IELTS trong vòng 6 tháng. Thay vì tập thể dục đều đặn hơn thì chúng ta sẽ đổi thành giảm được 3kg trong vòng 2 tháng hay là tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày trong vòng 3 tháng. Chốt lại, mục tiêu phải càng cụ thể thì khả năng đạt được càng cao. Lưu ý quan trọng nữa nè là không những mục tiêu của năm mà chúng ta còn phải cụ thể và chi tiết theo từng tháng, theo từng ngày nữa. Đối với các bạn tập gym á, thì ngày nào tập chân, ngày nào tập tay, ngày nào tập vai nó rất rõ ràng. Tương ứng với mỗi ngày sẽ là những bài tập cụ thể như là squat, deadlift hay là plank. Đối với các bạn học tiếng Anh á, thì chúng ta cần phải rõ ràng ngày nào học kỹ năng gì, speaking, writing, listening hay reading. Học writing á, thì cũng phải cụ thể luôn, là viết về cách giải thích nguyên nhân, kết quả, viết câu chủ đề hay là cách phát triển ý tưởng. Mục tiêu năm cụ thể thôi chưa đủ, mục tiêu tháng cụ thể vẫn chưa đủ mà phải chi tiết tới từng ngày, thậm chí là tới từng giờ luôn. Cái lý do số 2 đó chính là chúng ta không có kế hoạch cụ thể. Nếu như có mục tiêu rõ ràng rồi, ok, mà không có kế hoạch cụ thể thì bạn vẫn tiếp tục mơ hồ lên cái cấp độ số 2. Mục tiêu chính là đích đến, còn kế hoạch chính là con đường để đi tới cái đích đó. Vậy, để có một kế hoạch cụ thể thì chúng ta cần phải có một danh sách những mục tiêu nhỏ hơn, nhưng vẫn phải rất cụ thể và chi tiết. Ví dụ, bạn lên kế hoạch cải thiện thói quen đọc sách của mình. Ở cái sai lầm thứ nhất á, thì chúng ta không nên đặt mục tiêu chung chung, giống như là đọc nhiều sách hơn, mà phải đặt mục tiêu cụ thể hơn, đó là đọc 6 cuốn sách về phát triển bản thân và 6 cuốn sách về kỹ năng trong năm nay, là năm 2023 nè. Nếu không có kế hoạch chi tiết, bạn sẽ không biết nên đọc những cuốn sách nào, bao lâu và khi nào. Và chúng ta cần phải cụ thể 12 cuốn sách đó là cuốn sách gì nữa. Mỗi tháng chúng ta sẽ đọc một cuốn sách trung bình khoảng 400 trang. Mỗi ngày sẽ đọc 15 trang sách vào lúc 6:30 sáng. Và đến cuối tháng thì chúng ta tổng kết lại nội dung cuốn sách đã đọc và chia sẻ nó với những người khác. Nếu như bạn không thích đọc sách, ok, chúng ta sẽ đi vào một cái ví dụ khác. Bạn đặt mục tiêu là học một kỹ năng mới. Không, phải đặt mục tiêu rõ ràng hơn và cụ thể hơn. Ví dụ như là học làm bánh kem trong vòng 1 tháng. Để đạt được mục tiêu, chúng ta cần phải có kế hoạch rõ ràng bằng các cái gạch đầu dòng, cái danh sách mục tiêu nhỏ hồi nãy đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chi tiết hơn nha. Ví dụ như là mình sẽ dành 30 phút mỗi ngày để xem và nghiên cứu các cách làm của từng công đoạn. Ngày thứ 3, mình bắt đầu đi chọn dụng cụ và nguyên liệu. Tuần đầu tiên mình sẽ học làm cốt bánh, mới đầu mình làm bánh nhỏ nhỏ thôi. Tuần kế tiếp mình sẽ học cách làm kem và bắt bông kem. Tuần thứ 3 mình sẽ học vẽ hoa, vẽ thú, vẽ cành lá bằng kem. Tuần thứ 4 mình sẽ chét bánh lên kem sao cho nó mịn và trang trí cho thật là đẹp.
Ghi chú là khâu nào khó nhất á, thì dành thời gian luyện tập mỗi ngày. Bởi vì chỉ có như vậy á, thì tay nghề của các bạn mới lên được. Và hãy ghi nhớ điều này là lập một kế hoạch cụ thể cho một mục tiêu nào đó, giống như bạn sắm cho mình một cái đèn pin đi trong rừng vậy. Kế hoạch càng chi tiết á, thì đèn pin nó càng sáng hơn và sẽ đi nhanh hơn và đến đích sớm hơn. Số 3. Một trong những nguyên nhân khiến cho mục tiêu của mình không thực hiện được nhưng lúc nào mình cũng bận rộn, đó là mình lo tập trung vào những điều vụn vặt mà không phải là mục tiêu chính. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là bạn cũng làm đó, nhưng mà không hướng tới mục tiêu thôi. Không tập trung vào mục tiêu đúng như kế hoạch mà mình đề ra, bị phân tán sự tập trung và tốn nhiều nỗ lực hơn. Nếu như mục tiêu của bạn là hoàn thành dự án đúng thời hạn, thì hãy tập trung vào việc hoàn thành dự án thay vì mình cứ kiểm tra email, đọc email của người này, đọc email của người kia, xem video không liên quan đến dự án. Ví dụ nữa là bạn đặt mục tiêu là tập thể dục 30 phút mỗi ngày để giảm cân và tan mỡ bụng, đúng không? Tuy nhiên bạn lại dành thời gian quá nhiều cho việc kiểm tra điện thoại và xem video trên mạng, rồi lưu lại thay vì đứng lên, bật dậy và tập thể dục theo hướng dẫn đó, thì chừng nào mới có thể giảm cân được và chừng nào bụng nó mới săn chắc được đây? Kế hoạch đặt ra là dành 30 phút tập thể dục, trong đó 5 phút tập bài tập bổ trợ và 25 phút tập bụng. Nhưng chúng ta không làm vậy, chúng ta dành hẳn 25 phút tập cho bài tập bổ trợ và chỉ có 5 phút để đốt cháy mỡ bụng thôi. Rồi luôn, vậy thì bao giờ cái bụng nó mới săn được, đúng không? Việc mà bạn tập trung vào những điều vụn vặt linh tinh xung quanh á, khiến cho mình mất rất nhiều thời gian. Đó là lý do tại sao siêng năng chăm chỉ mà không đi thẳng xuyên thủng vào mục tiêu chỉ khiến cho mình mất thời gian, không đạt được nhiều kết quả, tốn năng lượng, dễ nản và bỏ cuộc nữa. Lý do thứ tư, đó chính là chúng ta không đủ kiên trì để vượt qua những trở ngại. Nếu bạn không kiên trì thì bạn sẽ không đạt được mục tiêu của mình. Ví dụ như mình viết khoảng 80 bài trên blog rồi mà chẳng ai xem. Mình nỗ lực học tiếng Anh trong suốt 6 tháng trời rồi mà không tiến bộ là mấy. Ngày nào mình cũng chạy mà vẫn chưa đạt được mục tiêu là 21 km. Chính những lúc như vậy là lúc đòi hỏi sự quyết tâm và kiên trì nhiều nhất. Bởi vì nếu như bạn chỉ cần bỏ cuộc thôi thì mọi công sức của bạn đổ sông đổ bể. Cái giai đoạn mà xây dựng nền móng á, coi như là mất trắng luôn. Đến khi mà mình bắt đầu lại á, vô cùng khó, cũng như là thiếu động lực để bắt đầu. Nếu như bạn vẫn đang cố gắng thì có nghĩa là bạn vẫn đang tiến về phía trước. Nhiều khi thành công á, nó chỉ còn cách bạn 1 mét thôi. Hãy nhắc nhở bản thân mình rằng gần tới đích rồi, cố lên. Cái sai lầm cuối cùng cũng như là nguy hiểm nhất, đó là đặt mục tiêu quá cao so với khả năng thực sự của bản thân. Ví dụ nếu như mục tiêu của bạn là chạy marathon 42 cây số trong vòng 1 tháng tập luyện, trong khi bạn chưa bao giờ chạy đua trước đó cả, điều này quá khó khăn và dẫn đến cái việc là bạn không đạt được mục tiêu. Điều này cũng giống như việc bạn ép một đứa trẻ chưa đủ tháng phải chui ra khỏi bụng mẹ. Bạn nghĩ sao nếu như một đứa trẻ nó chỉ mới 5 tháng ở trong bụng mẹ thôi đã ra đời rồi? Bảo đảm cái đứa trẻ đó nó có vấn đề vì chưa hình thành đầy đủ cơ thể. Bạn phải luôn luôn nhớ câu thần chú này: muốn nhanh thì phải từ từ. Ví dụ bạn chưa bao giờ viết blog cả, thấy người ta chia sẻ mỗi ngày viết một bài blog kiếm 100 triệu một tháng, ngon, viết luôn. Tự nhiên viết xong một bài hết 10 tiếng đồng hồ, ôi coi như là nản luôn rồi. Thời gian đầu thì hạ thấp mục tiêu của mình xuống một tí để mình học thêm kiến thức, rèn luyện thêm kỹ năng, bắt đầu quen quen rồi hẳn nâng lên. Bạn cứ nâng trình độ của mình lên một cách từ từ, giống như mình chơi game vậy, level 1 rồi đến 2, đến 3, đến 4 rồi đến 5. Bước từng bước một, bạn sẽ cảm thấy dễ dàng hơn nhiều. Điều này cũng khiến cho cái việc đạt được mục tiêu nó trở nên khả thi thông qua từng bước nhỏ đó. Bạn có thể thấy rằng làm sao mà 3 tháng có thể trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp được, trong khi những cầu thủ họ rèn luyện bóng đá từ nhỏ? Hay là làm sao mà 3 tháng có thể nói tiếng Anh như gió, trong khi phải mất hơn 400 giờ, tương đương với 1 tiếng một ngày nghiêm túc trong vòng 1 năm thì mới đạt được mức gọi là giao tiếp ổn? Tóm lại, mục tiêu mà quá sức một chút thì sẽ giúp cho bạn có động lực để thực hiện. Nhưng nếu như mục tiêu nó quá tầm với, nó sẽ khiến cho bạn rất dễ nản lòng. Cái này người ta gọi là ảo tưởng đó. Nó giống như việc bạn đá banh với Messi vậy, làm sao mà chọi lại? Thế nào chúng ta cũng bị lừa như dế luôn. Cuối cùng, tóm cái váy lại là chúng ta cần phải đặt mục tiêu rõ ràng, cụ thể, kế hoạch chi tiết, tập trung vào đúng trọng tâm và luôn kiên trì, bởi vì bạn biết rằng để đạt được mục tiêu là cả một chặng đường dài, giống như một cuộc chạy đua marathon vậy. Hơn nữa, hãy đặt mục tiêu vừa sức, hơi ngoài tầm với một chút xíu thôi. Video đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem tới cuối video nha. Nếu như các bạn thấy video này hay thì đừng ngần ngại cho tụi mình một like, một subscribe và đừng quên comment cảm nhận của các bạn nhé.
Hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo vào lúc 8 giờ tối chủ nhật tuần sau nha. Bye.